Kim cương ở đâu? Ở đâu? Tôi đếm đến 3 tiếng. 1. Có sao không đi? Bắt đứa trẻ đó ngay. Rồi, giết nó đi. Cậu đi như vậy là tự sát đấy. Hãy bình tĩnh. Chúng ta cần phải quan sát kỹ trước đã. Sao cô ấy đứng yên rồi kìa? Nhanh lên. Muốn kêu chiến với ông đấy. Chúng ta là người Trung Hoa, chúng ta không thể thua cuộc được. Tuy nhiên ông ta lớn xác như vậy, nhưng tướng đi của ông ta quá lão đảo. Còn ông thì ngàn cân nhảy cao chính thiên, nhất định là phải thắng rồi. Làm mất mặt người châu Á quá đi. Trước kia ông chỉ là quan chức nhỏ, bây giờ ông là quỷ rồi còn sợ gì nữa chứ. Đời sau của ông, người ta vẫn tôn trọng và sùng bái ông. Nếu tôi không có cha mẹ thì tôi làm sao có tôi được. Ông là mất mặt cho người Trung Quốc chúng ta quá đi. Tôi không nhận ông nữa đâu. Vớ vẩn.
Ông tưởng có võ công là vua hay sao? Lần này ta đã bắt được mày, ta sẽ cắt mày ra từng mảnh như là quả dưa leo. Bà phù thủy đi làm pháp thuật. Tôi đỡ này. Xin lỗi, tôi không có ý nữa nhé. Hóa ra con khỉ định mượn xác nhập hồn để trả thù à? Ngồi đó mà nhặt cái gì đó chứ? Đây là những tấm ảnh của anh hùng trước kia. Những người này là bùa hộ thân cho tôi đi. Những người hùng mà là ai vậy? Rambo này, anh ta còn sống à? Ninja rùa này, Lý Tiểu Long nữa này. Lý Tiểu Long à? Chúng ta có cần thêm cứu binh không? Đại sư sao rồi? Bị trúng tên rồi. Hiện không gọi người đến giúp cũng không được. Đánh thôi cho nó xong tới.
Những tấm ảnh đâu rồi? Ở đây. Kiến Long tại điện, Phi Long tại thiên, Tiểu Long nhập thân. Này, này, cút ngay. Được rồi, cảm ơn Tiểu Long nhiều. Không biết Tiểu Long chịu thoát thân hay không chứ. Tiểu Long đi rồi chưa? Có nghe thấy chưa nào? Chúng tôi gọi mau, hạ cánh xuống. Có hạ xuống không nào? Để đảo thêm mấy vòng nữa. Ông đã đảo nhiều vòng lắm rồi. Hiện lập tức phải hạ xuống ngay. Tôi cần phải cẩn thận, không nên mạo hiểm. Thôi đi. Ông ta nói cái gì chứ? Ông ta nói rằng sợ gặp nguy hiểm nên không dám hạ cánh. Được, tôi sẽ cho ông tiền. Hạ cánh xuống đi. Được thôi. Tôi tặng cậu bộ đồ này làm kỷ niệm. Tôi chắc là cậu không hiểu ý tôi nói gì. Đây là áo đạo sư của tôi. Cậu không nhanh nhẹn, nhưng tôi hiểu rằng chúng ta sẽ tôn trọng lẫn nhau.